Sữa nào, sữa nào.
sang mẹ bôi chút cho con nhé. Nha. Sao mẹ bôi chút? Sao mà buồn thế? Con tự con cầm cho bác xem à. Ngon quá. Ăn chứ thằng nào uống ngon đấy nhỉ. Đây các bạn, từ hôm em gửi chú mèo đi để chữa lấm ấy thì Kitty cứ mẹ mà cứ mở cái video có bạn Moon này là Kitty cứ nằm xem ấy các bạn. Cứ làm xem không chớp mắt luôn. Nhớ à? Nhớ Moon à? Moon đi chữa bệnh mà. Bối chút cho con nhé. Nằm ngoan để mẹ bôi chút cho con nhé. Ui thằng này ngoan thế. Uống sữa no rồi à. Thằng này ngoan lắm các mẹ. Chịu khó để mẹ bôi cho nhanh khỏi nha. Bôi nhanh khỏi nha, còn đi chơi nha. Nấm đây là không được mặc quần áo các bạn. Mặc quần áo thì nó sẽ gây ẩm ướt thì con nó sẽ nấm nó sẽ nan ra khắp người luôn. Thật ra mẹ con không được mặc quần áo cho con. Mẹ xót đấy. Xót à? Con mặc nốt ở trong người ấy. Xót phải không? Chín nhá. Đi ngoan nhỉ. Đấy, con nằm ngủ hết bình sữa các bạn. Nhạy nằm xem Miu ạ. Ơi con nằm ngủ xem Miu nhá.